Vừa qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Thanh Hải, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quốc tế IGT, chủ trang mạng học làm giàu, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cáo trạng mới nhất của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, Phạm Thanh Hải là bị cáo duy nhất của vụ án. Cơ quan tố tụng xác định số bị hại tăng thêm 66 người, nâng tổng số bị hại lên 574 người và tiền bị cáo chiếm đoạt là 576 tỷ đồng. Theo đó, năm 2007, Phạm Thanh Hải thành lập công ty IGT nhưng không hiệu quả. Sau đó, Hải lập trang web học làm giàu, tổ chức các hội thảo dạy làm giàu. Hải tự giới thiệu, mình là tiến sĩ, có tài đầu tư, kinh doanh, có các siêu dự án để huy động vốn. Hải đưa ra các hợp đồng góp vốn với lãi suất 40-50% trên năm, cắt lãi ngay sau khi nộp tiền. Chỉ một năm từ tháng 10-2014 đến tháng 10-2015, Phạm Thanh Hải đã huy động được hơn 2.725 tỷ đồng từ 2.574 nhà đầu tư. Ngoài ra, Hải góp 11 tỷ đồng vào công ty cổ phần HC Phát triển Công nghệ Smart Parking, đầu tư 3 tỷ đồng vào công ty cổ phần đầu tư dịch vụ bất động sản Đỉnh Cao Mới, góp 11,85 tỷ đồng vào công ty cổ phần quản lý quỹ Bông Sen, góp 20 tỷ đồng vào công ty cổ phần đầu tư và phát triển Macadamia Quốc tế, góp 18,5 tỷ đồng vào công ty cổ phần đầu tư Renco Hòa Bình. Hải góp vốn trực tiếp và ủy quyền cho người khác đứng tên cổ phần. Điều đặc biệt trong vụ án này, nhiều bị hại cho rằng họ không bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản và xin tòa trả tự do để Phạm Thanh Hải tiếp tục truyền dạy kinh nghiệm và phát triển các dự án.